Hello, chào tất cả các bạn nha. Mình vừa nhận được cái đơn hàng từ trên Lazada các bạn. Cái này tổng mình mua là khoảng cả chục món các bạn, chục mười mấy món gì lận. Rồi để mình khui ra bên trong nha, khui bên trong cho các bạn xem nhé, sẽ rõ hơn. Cái này tổng hết là 283.000 các bạn. Ở đây đơn hàng vẫn còn niêm phong đàng hoàng ha. Rồi giờ mình sẽ khui ra nha, khui ở dưới đít. Đơn hàng này gồm có cũng nhiều món các bạn. Ở đây nó có liệt kê ra ha, nhưng mà để mình khui ra bên trong cho các bạn xem kỹ luôn. Này bên của linh kiện ba em nha. Trên Lazada thì cái shop này là bán đồ là mạnh nhất các bạn. Quăng cái chăm sóc cũng kỹ quá các bạn. Nhiều lớp. Shop này người ta niêm phong kỹ lưỡng các bạn để tránh tráo đổi hàng quá đâu á. Nghe thì mình đổ ra luôn nha. Đơn hàng này cả chục mấy món gì lận các bạn ơi. Đây. Rồi, đầu tiên mình mua cái đơn hàng này gồm có cái bugi sấy các bạn. Đây là cái bugi sấy nha, để dành chế các bạn, để dành chế cái mỏ hàng mà xài 12V á, xài bình ắc quy á. Đơn hàng này chủ yếu là bugi sấy hay với lại cái mỏ hàng nhiệt này. Còn mấy cái kia thì linh tinh thì mình mua kèm theo shop nha. Bugi sấy là một món nè, rồi mấy cái này gọi là cái cầu. Cái bugi này là giá 28.000 nha các bạn. Cái này là cái cầu chì để mà đấu điện ha. Đây thí dụ hai dây điện các bạn cắt ra hai cái thì mình dặn ốc như vậy nè, tháo ra tháo vô cho nó dễ nha. Đó, mình muốn đấu điện cho dễ thì mình xài loại này ha, khỏi cần quấn băng keo. Tháo ra tháo vô nó dễ hơn, hoặc là các bạn xài mấy bóng đèn mà 12V gì đó thì ví dụ nó hay đứt hay các bạn muốn thêm bớt gì vô mình dặn ra dễ hơn. Rồi cái này 12.000. Rồi mấy cái ống gen coi nhiệt. Ống gen này là loại bự các bạn, nó là 15.000 nha. Cái này hai kích cỡ các bạn ơi. Một loại 15.000 với loại 10.000 nha. Nó để chung trong đây hết. Một thứ nó 1 mét các bạn. Cái ống gen này bự lắm. Đút nguyên ngón tay cái vô còn lỏng. Này thứ 1 mét nha. Rồi này là mấy cái cặp sắt. Dắt. Này dắt sạc các bạn. Này dắt được cái á, dắt sạc. Rồi cái này là cái nút bấm, cái nút này 12.000, cái dắt sạc này thì 15.000 nha. Đây là 5 cặp 15.000. Này nút bấm này là nút bấm này 12.000 các bạn. Này nhắn nhã nha, nhắn nhã chứ không có giữ nha. Bây giờ mình chế đồ nhắn từ cái bật lên. Rồi kẽm hàng. Kẽm hàng đây mình đặt có hai loại nha. Này không phải. Đây các bạn, kẽm hàng có hai loại. Kẽm này quá ít rồi. Này loại nhỏ là nó 13.000 các bạn. Loại 4 ly á, 13.000, 6 ly thì 15.000 nha. Này ít quá. Đây các bạn, kẽm này nó mỏng lắm nha, mỏng như lưỡi lam đó. Kẽm này độ dài của nó như khoảng 1 mét các bạn, kẽm này 1 mét nha. 1 mét 12 với 15 ngàn, kẽm này mắc dữ lắm các bạn ơi. Rồi đây là cái eto các bạn, này cái eto để kẹp bàn á, để dành kẹp mấy cái dụng cụ gì nhỏ nhỏ để cho cố định á, để mình dễ làm á. Đây cái chỗ này thì siết vô trong cái gì cho nó chịu lại ha, còn cái này thì để giữ đồ. Xe ra sẽ vô để giữ đồ ha, giữ kẹp đồ trong đây. Eto này nó 35.000 nha. Rồi còn cái mỏ hàng này, nguyên cái bộ này, cái combo này nó là 169.000 các bạn. Có nhựa thông nữa nè. Này combo này nè, là 169.000 nha. Bao gồm có mỏ hàng, rồi cuộn chì. Này thiết hàng các bạn. Rồi với mấy cái mũi này để thay thế nha, cái mũi này là cái mũi để thay thế vô đây, bằng đồng. Cái này là nhựa thông nha. Đây các bạn, nhựa thông để chấm hàng nha. Cứng cứng. Rồi để mình khui cái này ra. Đơn hàng này chủ yếu là mua cái cây này các bạn. Đây cái mỏ hàng sung nha, cái này gọi là mỏ hàng sung. Khi nào mình bóp vô thì nó mới nóng. Cái này nó bật ra, bật lên. Đấy cái cây vít các bạn. Đây cái vít mình tháo này nè. Đó.
cầm cũng thấy cũng chắc ha. Chắc tay. Cái này của bên Đại học Bách Khoa. Đại học Bách Khoa của như của thành phố Hồ Chí Minh gì các bạn. Chuyên làm cái sản phẩm này để nó bán nè. Thấy comment thấy cũng tốt các bạn, nếu mà xài trong gia đình á, xài rất á thì cái loại này nghe nói là xài cũng được ha, mình thấy. Rồi bây giờ mình sẽ test cái máy hàng xung này cho các bạn xem thử nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu dùng điện luôn cho các bạn thấy là coi thời gian nó nóng như thế nào nha. Đây cái sợi dây điện của nó các bạn dài chỉ có 8 tấc rồi nha. Tính từ cái đuôi này ra. Dài chỉ có 8 tấc thôi ha. Rồi mình làm thêm cái sợi dây để nối dài thêm ha. Dây này tầm khoảng thêm một khoảng thước thứ hai nữa các bạn cho nó dễ sử dụng nha, chứ 8 tấc không có đủ đâu chứ. Rồi, mình mới vừa ghim xong ha. Thì để mình test thử cái thời gian làm nóng chảy chì của nó cho các bạn xem thử nha. Đây mình có cái bo mạch các bạn. Bo mạch này của cái máy máy cassette của Nhật hồi xưa các bạn. Chắc ghê luôn, còn điện để mấy chục năm. Thấy nó cũng hơi sắc nhẹ các bạn. Mấy cái chân hàng này của nó cũng cứng nè, để chút xíu mình gỡ cho các bạn xem. Giờ mình sẽ test thử cái thời gian chảy chì nha. Đây. Bên đây nó ghi là 220V 100VA các bạn. Còn bên đây thì nó ghi là chất lượng cao ha, Đại học Bách Khoa viết tắt 220V 100VA luôn ha. Trước này nó có cái đèn led các bạn. À, bấm một cái nó cháy đèn led. Rồi, giờ mình sẽ test nha. Đây các bạn mình bấm vô nha. Đó các bạn, bấm vô khoảng tầm khoảng 1 giây 2 giây gì đó chảy liền luôn các bạn. Nó chảy chì liền luôn nè. Đây, chảy thành nó thấm vô cục này luôn các bạn. Đây mình lấy lại nha. À, bấm vô cái. Bấm vô cái nó chảy liền các bạn ơi. Này cũng nhanh sao. Đó các bạn, chảy trắng chân luôn. Đây để mình zoom gần cho các bạn dễ thấy nha. Đó các bạn. Đó, nó thấm vào trong cái chân chì cũ luôn ha. Thời gian làm nóng chảy chì rất là nhanh ha các bạn. Bấm vô cái là nóng liền luôn nha. Tầm khoảng 1 2 giây rồi. Rồi giờ để mình tháo thử cái cuộn điện trong cái bo này ra thử các bạn. Đây các bạn thấy không, cái chân của nó rất là dày nè. Nó chấm dày chấm cứng lắm các bạn ơi, đồ hồi xưa các bạn. Đó, các bạn thấy không, có tầm khoảng 6 chân thôi mà nó chấm dày cứng ghê luôn. Cuộn điện này nặng dữ lắm các bạn, mấy cuộn điện hồi xưa. Mình không phải thợ điện các bạn ơi, nên xài sử dụng mấy cái loại này nó chưa có gành lắm. Đây các bạn, đẩy mạnh cái ra. Từ từ ra. Này không có máy hút thiết nha các bạn, đó ra. Không có máy hút thiết, làm lâu. Còn cái cuối nữa các bạn ơi. Còn cái cuối cùng nữa nha. Nó dính đất các bạn. Lâu ngày nó dính đất nè. Rồi xong các bạn ơi. Lâu ngày nó dính đất nha. Giờ nó hạn chế cái bám chì các bạn. Ê, nó hạn chế cái khả năng bám dính á. Rồi đây các bạn thấy không? Cuộn này rất là bự nặng. Đây các bạn ơi, sẵn mình bung nội thất bên trong cho các bạn xem thử cấu tạo bên trong của nó nha. Đây mỗi đợt hàng thì chất lượng nhiều khi nó có thể nó khác nhau. Mình không có rành gì điện không, mà mình bung cho các bạn xem. Đây các bạn. Đây bên trong của nó đây. Còn nóng ghê các bạn, bây giờ mình để cho nó nguội nguội mình mới bung, mình vẫn còn nóng nóng nha. Đây thì nó có một cái công tắc các bạn, này công tắc hành trình. Ấn nó tự nhiên bật lên đặt xuống ha, tự nhấn nhả. Thì mình tháo cho các bạn xem cho rõ đây, còn nóng nóng các bạn. Thấy làm cũng đơn giản quá ha. Khỏi nóng, còn ấm ấm các bạn ạ. Đây thì đồng nó quấn dây cũng nhỏ nhỏ nè các bạn, đồng đã quét nè. Đó, với một cái đèn led ha, đèn led nó câu trực tiếp vào trong cái cục điện luôn ha. Rồi, chỉ có vậy thôi các bạn. Quá nóng rồi. Đây, ở phía sau của nó. Ở trên này hai cái thanh đồng nha, hai thanh đồng này nó to nó dài chạy dài tuốt trước luôn. Rồi, cấu tạo của nó như thế đó. Để mình bấm lại cái nữa cho bạn xem lại thử. Các bạn thấy không? Đó. Đây các bạn. Đó các bạn thấy không? Đưa chị vô như là nó chảy liền như nha. Đó.
Rồi vậy là ok các bạn ơi. Mấy cái mối kia nó dính bùn đất khó lấy ra ha, các bạn thấy không? Chấm gì là rất là ok nha. Rồi xài gia đình thế này được các bạn. Rồi clip khui khui hợp và dùng thử cái máy hàng xung của mình đến đây cũng xin được tạm dừng nha. Các bạn xem clip thấy có hữu ích thì cho mình xin một cái like và một cái đăng ký kênh nha. Chào tạm biệt các bạn.